Xin chào quý anh chị, em là Thuận, tư vấn bán hàng tại showroom Hyundai thành phố Hồ Chí Minh nha. Nay em sẽ giới thiệu tới quý anh chị dòng Hyundai Accent phiên bản AT tiêu chuẩn, phiên bản số tự động tiêu chuẩn mới nhất của nhà xe Hyundai. Thì chúng ta sẽ cùng khám phá với mức giá 489 triệu. Chúng ta sở hữu một chiếc xe số tự động phân khúc B và chiếc xe này có gì nha. Và điểm khác biệt với chiếc xe này so với các phiên bản khác và so với thế hệ trước cái gì nha quý anh chị. Đầu tiên thì chìa khóa thì chúng ta vẫn thấy chìa khóa và được trang bị chìa khóa remote thông minh có tính năng đề nổ từ xa và khóa cửa mở cửa từ xa nha. Đó, ví dụ như trên phiên bản này nó khác thế hệ trước là khi chúng ta ấn nút mở khóa và khóa cửa thì cái gương này chúng ta sẽ tự động gập lại nha. Đó là cái thế hệ này nó sẽ có tự động là gập gương lại luôn. Ở thế hệ trước thì chúng ta phải gập gương ở trong xe, còn thế hệ này thì chúng ta ấn remote thì nó đã gập lại rồi. Chúng ta không phải mất thêm tầm khoảng 1 triệu rưỡi nữa để chúng ta làm cái tính năng khóa cửa gập gương. Đó, ngoài ra thì tính năng thì chúng ta vẫn có tính năng để nổ từ xa thì giống như các thế hệ trước thôi. Đó. Đó, tính năng để nổ từ xa thì nó sẽ làm mát xe cho chúng ta trước ha. Ở trên phiên bản này thì chúng ta vẫn sử dụng đèn halogen projector có tính năng là làm mát, và đặc biệt là dòng xe này thì chúng ta vẫn có đèn gốc lái nha. Vẫn có đèn gốc lái ở phía dưới này thì chúng ta vẫn có đèn bi gầm luôn. Đèn sương mù luôn. Đó, ở thế này 489 chúng ta có gì ha? Chúng ta vẫn được có mặt ca lăng to bản hơn. Và đặc biệt trên phiên bản này thì chúng ta sẽ không có cái đèn daylight ban ngày ha. Đèn daylight ban ngày giống như thế trước. Thì trên phiên bản này thì chúng trên phiên bản cao cấp và phiên bản đặc biệt thì mới có đèn daylight ở phía trước thôi nha quý anh chị. Trên phiên bản này thì chúng ta sẽ không có nha. Ngoài ra thì ở đây thì chúng ta sẽ có đây là logo thì chúng ta sẽ là sơn màu sơn xám xi ha. Về phần thân xe của dòng xe này thì chúng ta vẫn được trang bị đó là lốp là sẽ lốp 15 inch và tất cả là chúng ta sẽ có 4 phanh đĩa luôn nha. Và lốp thì chúng ta sẽ lốp cung hô. Phiên bản này thì chúng ta chưa được trang bị cảm biến áp suất lốp nha quý anh chị. Thì cảm biến áp suất lốp chỉ được trang bị trên phiên bản đặc biệt và phiên bản cao cấp thôi. Ở ngoài ra thì trên dòng xe này thì chúng ta vẫn có tính năng gương gập biển tính điểm và tích hợp đèn báo rẽ giống như phiên bản đặc biệt. Ngoài ra tay nắm cửa nó sẽ mã chrome, tích hợp nút bấm mở cửa và khóa cửa thông minh nha. Cái dòng xe này thì nó vẫn có cái lối thiết kế rất là đẹp, hầm hố và cực kỳ gai góc nha quý anh chị. Cái dòng xe này thì nó sẽ có chiều dài tổng thể, chiều dài cơ sở và chiều rộng nó sẽ lớn hơn thế hệ trước rất nhiều nha quý anh chị. Em sẽ có làm cái bảng so sánh, em sẽ quay cho chúng ta ha. Với mức giá 489 triệu nếu chúng ta được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ của nhà nước nữa, chiếc xe này lăn bánh ở tỉnh tầm khoảng 525 triệu nha quý anh chị. 525 triệu là chúng ta đã sử dụng chiếc xe phân khúc B số tự động all new luôn nha quý anh chị. Ở phía phần đầu xe này, đuôi xe này thì chúng ta vẫn được thiết kế mới của nhà xe Hyundai, đó là đèn định vị ban ngày ha. Ở phía sau thì để em bật cho chúng ta coi. Ở phía sau phiên bản tiêu chuẩn này thì chúng ta chỉ được trang bị cái cụm đèn led ha, đèn led mà chạy dọc từ bên trái qua bên phải. Thì trên phiên bản này thì theo em thấy thì chúng ta chưa có, nó chỉ có một dải cái đèn inox thôi, mà chrome thôi. Ở phía sau này thì chúng ta vẫn có chữ Hyundai Accent ha, được thiết kế đây khá là đẹp. Và ở đây thì chúng ta vẫn có là cảm biến lùi nha, có cảm biến lùi mà chúng ta chưa có camera lùi nha quý anh chị. Ở phía trên thì chúng ta có anten vây cả đèn. Ở đây thì mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe này đây, nó là 5,79 lít trên 100 km ha, là mức nhiên liệu em đánh giá là tiết kiệm nhất trong phân khúc. Trên dòng xe này thì chúng ta vẫn được cốp rất là rộng nha quý anh chị. Cốp này thì chúng ta để được 4 năm là rất là nhiều vali ở trên này. Ở đây thì chúng ta sẽ có mâm lốp dự phòng, nó sẽ cùng kích thước cùng kích cỡ với mâm chính luôn. Đây. Đó là về phần phía sau của chiếc Hyundai Accent phiên bản số tự động bản tiêu chuẩn này. Cái tay nắm cửa mà tích hợp nút bấm mở cửa và khóa cửa thông minh này ấy, thì nó sẽ là giúp ích cho chúng ta là khi mà chúng ta ra khỏi xe chúng ta có bấm nút này thôi, chúng ta sẽ mở cửa hoặc khóa cửa rất là dễ dàng để chúng ta sử dụng. Đó, thì ở đây thì chúng ta sẽ nội thất của chiếc xe Hyundai Accent phiên bản tiêu chuẩn số động này. Thì nội thất này thì chúng ta sẽ có là chất liệu là ghế là bằng nỉ nhá. Trên phiên bản đặc biệt và phiên bản cao cấp thì chúng ta một trang bị bằng ghế da. Ở đây thì chúng ta sẽ có nút bấm mở cửa khóa cửa, rồi lên xuống kiếng ở cửa tài chúng ta tự động một chạm để nó chỉnh gương bằng điện hết ra. Tay nắm cửa thì nó sẽ bằng mạ thì này. Ghế chúng ta sẽ là ghế chỉnh cơ là 6 hướng nha quý anh chị, tức là nó sẽ có lúc này chúng ta điều chỉnh lên, cái này là đồ ngã, còn ở phía dưới này là chúng ta điều chỉnh lên xuống như quý anh chị. Rồi chúng ta sẽ vào phần nội thất của chiếc xe này nhé. Bật lên nóng quá.
Em giới thiệu cho tới quý anh chị nội thất của chiếc xe Hyundai Accent phiên bản tiêu chuẩn này. Thì cơ bản thì vô lăng chúng ta chưa được vòng che ha, nhưng mà chúng ta bọc cái bọc vô lăng vô đây thì nó vẫn là rất là đẹp rồi. Ở đây thì chúng ta vẫn được trang bị màn hình full LCD ha, của trên phiên bản đặc biệt tiêu chuẩn và phiên bản số tự động, tất cả ba phiên bản đều được sử dụng trang bị màn hình full LCD này. Như quý anh chị đây thì nó sẽ hiển thị bảng tốc độ trên đây. Nói chung khi mà Đối với này thì chúng ta sẽ cài đặt các thông số trên xe, cài đặt như khóa cửa tự động, mở cửa tự động hay gì chúng ta sẽ cài đặt trên này hết. Tính năng của chiếc xe này thì nó vẫn có tính năng mở cốp thông minh nha quý anh chị, tức là khi mà chúng ta mang chìa khóa theo người ở phía sau, chúng ta ra khỏi xe thì chúng tự động nó sẽ là mở cửa lên, mở cốp là chúng ta. Ở đây thì nó rất là nhiều tính năng rồi. Trên phiên bản này thì chúng ta sẽ không có tính năng là giới hạn tốc độ hay tính năng là cruise control như phiên bản đặc biệt, phiên bản cao cấp. Còn cái này quý anh chị muốn nâng cấp lên tầm khoảng 3 triệu như quý anh chị là chúng ta có thể có cái tính năng là giới hạn tốc độ này, rồi tính năng cruise control đầy đủ hết. Ở trên phiên bản này thì chúng ta vẫn trang bị là đèn tự động nhé, chưa được trang bị là gạt mưa tự động như quý anh chị. Rồi ở đây thì chúng ta xem màn hình Navitel 8 inch nha quý anh chị. Ở đây thì chúng ta vẫn có tự động start top một chạm đó, đầy đủ hết. mấy kỹ là không có người nào thường thường Đó thì ở đây là màn hình chúng ta là 8 inch ha, có Apple CarPlay và Android Auto không dây, có kết nối Bluetooth đầy đủ hết nha quý anh chị. Ngoài ra ở đây thì chúng ta sẽ có điều chỉnh nhiệt độ này, và ở đây thì chúng ta sẽ có là sải kính trước, sải kính sau bằng cái thao tác chúng ta đây. Sải kính trước là sau, sải kính trước là khi mà chúng ta ngồi trong xe mưa hay gì đó bão vào trên này thì chúng ta sẽ bật để chúng ta sấy nó làm khô. Ở đây thì chúng ta vẫn có cổng sạc taxi, cổng sạc 12V 180W đầy đủ hết. Trên phiên bản này thì chúng ta vẫn có nút bấm để chúng ta coi cam lùi ở phía sau trong quá trình chúng ta di chuyển. Trên phiên bản này về hệ thống an toàn thì chúng ta vẫn có đầy đủ là hai túi khí nhé, nhưng về âm thanh của chúng ta là 8 4 loa thôi. Trên phiên bản đặc biệt và phiên bản cao cấp thì chúng ta mới là 6 loa. Đây là nội thất của chiếc xe này nha quý anh chị, tầm tài chính tầm 489 triệu cho một chiếc xe số tự động. Với các trang bị option như vậy thì em đánh giá nó rất là phù hợp nha quý anh chị. Theo em đánh giá thì ví dụ như trong chiếc xe, trong phân khúc dòng Hyundai Accent, nếu mà tài chính chúng ta phù hợp thì chúng ta có thể cân nhắc cái tài chính của chiếc xe này là đây. Ở đây thì chúng ta sẽ có cổng sạc ở phía sau, ở đây là chúng ta sẽ có cửa gió ở phía sau. Không gian của chiếc xe này thì nó rất là rộng rồi nha quý anh chị, nó rất là rộng rồi. Ở phía sau này thì chúng ta sẽ có là hai bệ đỡ mà không không có điều chỉnh được cho quý anh chị, hai cái tựa đầu mà không điều chỉnh được nha, và cũng không có là bệ tì tay ở phía sau đó. Thì đây là không gian hàng ghế thứ hai nha quý anh chị. Cái dòng xe này được bên em hỗ trợ khuyến mãi rất là tốt nhé, quý anh chị quan tâm. Ở đây là động cơ chiếc xe này. Động cơ thì là trang bị động cơ 1.5 lít, công suất là 115 mã lực và mô men xoắn là 115 Nm, 144 Nm. Cái dòng đây hộp số 1.5 Smart Trim thì mới về hệ thống full là full kim full kép nha. Tức là mỗi cái xi lanh sẽ được trang bị hai kim full, nó sẽ tối ưu vấn đề chúng ta tiết kiệm nhiên liệu, và trong quá trình mà chúng ta sử dụng máy nó sẽ bốc hơn so với các dòng xe hộp số 1.5 bình thường. Ở đây thì chúng ta sẽ có tấm cách âm để chúng ta khoan động cơ ha, tầm tại 489 triệu rồi nhưng mà Hyundai nó vẫn là chỉnh chu nha quý anh chị, vẫn là chỉnh chu khách hàng, các tấm cách âm ở trên này đầy đủ hết. Tầm tài chính 489 triệu, lăn bánh tầm 525 triệu nếu được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ của nhà nước. Thì chiếc xe này Accent phiên bản tiêu chuẩn cũng đáng để khách hàng lựa chọn, với trang bị hầu như cũng cơ bản là đầy đủ cho chúng ta để chúng ta sử dụng đi gia đình hoặc là chúng ta chạy kinh doanh dịch vụ. Về hệ thống an toàn của chiếc xe này nó vẫn đầy đủ hết như quý anh chị, như hệ thống phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử, rồi cân bằng điện tử, hỗ trợ phanh nhóc đầy đủ hết. Và túi khí thì chúng ta sẽ có hai túi khí, và các trang bị thì nó vẫn cơ bản đầy đủ, vẫn là hộp số tự động, vẫn có màn hình, có camera lùi, có tính năng khóa cửa tự động, mở cửa tự động khi chúng ta di chuyển hoặc là khi chúng ta dừng xe lại nó sẽ mở cửa ha, hoặc là để nổ từ xa. Bốn phanh này là bốn phanh đĩa hết cho tầm tài chính 489 triệu. Ngoài ra nó còn có tính năng là đèn tự động nữa cho một chiếc xe phân khúc B sedan mới hoàn toàn, rộng nhất trong phân khúc nhất quý anh chị, với chiều dài cơ sở là 2670 mm. Đó, đáng để chúng ta lựa chọn cho quý anh chị. Rồi, quý anh chị quan tâm về dòng xe này và biết về chương trình ưu đãi khuyến mãi của dòng xe này thì cứ liên hệ em ta xuống tại vị dưới ha, 0962 385 818.
Em là Thuần, tư vấn bán hàng tại showroom Hyundai Ngọc An, địa chỉ 327 quốc lộ 13, phường Hiệp Phước, thành phố Thủ Đức. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị những video sau.